mày đi làm về được bao nhiêu tiền mày đưa cho tao coi. Chắc không có đủ nhậu đâu, cầm đi. Trời ơi, cái gì đi? Hai đêm khoái lạc. Hai đêm khoái lạc mà chỉ có 100.000 thôi sao thục quanh? Không đủ bao nhiêu nữa chứ, tôi nói rồi không có đủ nhậu đâu, đang đòi chi? Cái này lên Củ Chi mua rượu với lại khoai mì nhậu cũng được mày. Vậy thì ông cầm đi, chỉ có bao nhiêu đó nhưng thôi. Nhưng mà tao nói cho mày biết, tao có cả một đơn ơi từ Sài Gòn đến Chợ Lớn. Tiền tao rải chật khắp các nhà băng. Tao hùng với anh Dũng mua mấy miếng đất ở Củ Chi nữa mày. Trời đất ơi, tao đâu có cần những đồng tiền nhỏ mọn này của mày. Nhưng mà thục quên nè, tao muốn mày phải đi làm tiếp để thỏa lòng cảm tức của tao. Vì mày không yêu tao thục quên nè. Mọi đường, ông có còn là một con người không? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Vì dù sao đi nữa thì tôi cũng đã có con với ông rồi mà. Cái gì? Có con với tao à? Tại sao ông lại cười? Mày tưởng rằng tao không biết gì sao thục quanh? Mà ngưng, trước khi về ở với tao, mày đã có con với Hoài Dương 2 tháng rồi thục quanh à? Trời ơi, ông nói bậy rồi, Quách Dương chứ không phải Hoài Dương. À Quách Dương. Ông điên rồi, tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Mày đứng lại, đang nói chuyện với tao mày bỏ đi đâu đó? Tôi đi vào với con của tôi, tôi thăm con của tôi được không? Con của mày à? Ông đã làm gì con tôi? Con của mày. Con của tôi đâu? Con của mày, tao đã nhờ tài xế của anh Dũng Tư Lâm thả nó trôi sông rồi. Ra bờ sông mà vớt xác nó đi thục quanh à? Ông là loài ác quỷ, ông không còn tính người. Tao không còn tính người là do mày. Là do mày đó thục quanh à? Trời ơi, vũ ngu quá. Trời ơi, sao nợ cướp mất con tôi, biến xưa con ơi đâu có tôi thanh gì, sao nợ nào bất thuốc đi xa. Ôi, tròn bổn phận với anh, giọt máu chúng mình người ta đã cướp mất con đâu. Anh ơi, mất con rồi em phải sống sao đây? Nỗi bất hạnh cứ đọa đày linh hồn và thể xác. Anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu Dương ơi? Anh đã bao đêm, anh Dương ơi, bao ngày mong. Cô chú, các anh chị ơi, có ai nghe tiếng chồng em ở đâu là bấm chỉ giùm. Ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Anh Dương ơi, anh đang ở đâu? Những ai đã gây cho chúng mình xa vắng. Anh Dương ơi, để tình chúng thủy nay đành lỡ lẽ. Ôi cái số phận ác nghiệt, đắng cay xót cứ giáng mày xuống cho nó
cuộc sống bình thường trong mái ấm cơm xưa trong tình thương. Sức yêu chơi dơ giữa dòng đình màn tôi mối hoài đất rộng trời cao. Có nơi nào cho tình yêu nấy nở và có nơi nào cho sự độc ác chú. Nhưng mãi mãi nằm yên không trôi về bao giờ để người thương yêu nhau bằng trái tim nhân nghĩa đậm đà. Dường nơi còn mình nay còn đâu đoàn địa bi thương chỉ mình nghe môi xót xa ôi đớn đau anh ơi anh có thấu chẳng câu ai gần câu thủy chung chim đầy đành lui em trong bóng đêm xô đoàn chiến quan nhiên cứ mãi chân chồng nước mắt càng dòng lòng em như vui xa tiếng nhạc cởi mời. Anh Dương ơi anh đang ở đâu em đi tìm anh đi. Anh có nghe em gọi anh không? Anh có nghe em gọi anh không Dương ơi? Tiếng của ai? Có phải chăng là tiếng của Thục Quỳnh? Quỳnh ơi giờ này em ở đâu? Anh đi tìm em đây. Tỷ ơi tỷ. Dạ. Dẫn ba đi tìm mẹ của con. Quỳnh ơi em đâu rồi? Anh với con đi tìm em đâu Quỳnh? Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không anh? Nhiều đêm thức tròn để nhớ thương em, nhớ quá làm sao biết ngõ tìm. Tay trắng anh nên tình coi chừng rớt lúa con. Nên tình hai đứa mày chưa yên. Hớt lúa con. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Sương rơi lạnh căm cánh giờ kim liêm, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ chiều hiền. Biết biết giờ này em có nhớ anh không? Có nghe đêm từng màu thời gian đến bóng hình người mình yêu mà nỗi nhớ gì hơn nhớ người. Tây 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 hân lúa con. Tây ơi tây tắt hết eco luôn đi, tắt hết luôn. Vé số còn nhiều ít con. Ráng bán con ơi, ráng chút xíu nữa con. Gần hết vé số rồi. Trời đất ơi, nghe dở lên cái ly gì mà nghe cái mùi nó nặng vậy trời. Vé số đâu? Vé số, bỏ vé số ra con. Nhậu hay không? Quỳnh ơi, em đâu rồi? Anh đi tìm em đây. Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không Quỳnh? Anh đã bao đêm gì nói mày vô sinh mà sao nãy nó đổ thừa mày. Mày thử ADN nhỏ đó chưa? chưa. Từ từ con đừng sợ con. Anh đã bao đêm bao ngày mong ta sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Những ai đã gây cho chúng mình xa vắng
để tình chung thủy. Nay đã lỡ vì ai gây cảnh đắng cay đầy rồi giờ đây anh sống kiếp đơn côi anh biết về đâu khi đường tương lai mịt mờ tâm tối mà lối đi về không có ngày mai vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. Về làm cát bụi ơi cát bụi mệt nhoài tiếng đồng nào anh Dương ơi tắt hết echo giùm em luôn nhậu nhậu phải không tay đưa cái đó cho chú con tay 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 dạ giá nào cũng bảo vệ cái nón nghe con hồi sáng giờ mần ăn có chiêu đó đó. Trả ly, trả ly. Anh Dương ơi. Đâu rồi? Tiếng của ai? Anh Dương ơi, em là thuộc quanh là vợ của anh anh Dương ơi. Tiếng của ai? Chạy đi anh, chạy cho lẹ đi anh. Đâu rồi, xuống anh... đây biểu coi. Em đây nè. Mày giả bộ chứ đạo cụ mày chuẩn bị hết rồi. Mày nói tao lấy nón kết. Nón kết rồi tao lấy được cái gì? Vậy hả? Hồi nãy giờ rủ mà quên. Anh Dương ơi. Đâu rồi, quanh ơi em, đây, đâu đây, rồi đây, quanh đây, ơi. Em đây nè, em đây nè. Thôi ơi. Tắt hết echo, tắt hết quạt luôn đi. Sao mà anh ra nông nổi vậy nè Dương? Đúng là bàn tay của mẹ mày rồi tí ơi. Anh Dương ơi. Hello, how are you? Trời, là cái gì? Khỏe không em? Đi xin mà nói tiếng Anh vậy đó hả? Lúc này thời buổi hiện đại đi xin viết chung đỉnh tiếng Anh mới được anh ơi. Dạ mày kia đi tiền mà ngồi sắc lơ vậy. Qua đi mất. Quanh ơi. Dạ. Anh gặp em chứ không còn nhìn em tường tận nữa Quanh ơi. Sao vậy anh? Thằng Mã Ngu nó làm đứt mẹ hai bóng đèn xi nhan rồi. Hả? Nhưng mà không sao. Bữa gặp anh Dũng Tư Lâm nói câu nghe công an ủi lắm. Anh Dũng nói với anh sao? Anh nói là gái một con thì trong mòn con mắt. Đúng rồi. Trai không có mắt thấy vậy mà ngon. Hả? Biết sao ngon không? Sao ngon? Bắn súng không cần nhắm. Hả? Mình chỉ cần móc súng ra bóp cò. Ai chạy chạy mình đứng lại. Trời ơi mày, người ta chạy anh chạy theo ta đi, đứng lại làm gì? Thấy đường đâu chạy. Tí rồi tí. Lão biểu con. Mừng mẹ đi con. Mẹ. Trời ơi, con gái mình đây hả anh? Con mình đó em. Thôi ơi, nó dễ thương quá. Cái lúc em đi nó mới có 2 tháng tuổi, đâu có sữa đâu cho con bú. Phải rồi, sao anh nuôi con? Hai cha con mới dẫn ra ngoài Long Thành ở ngoài á. Chứ vậy? Bú vú bò. Hả? Em thấy nó đẹp gái dễ thương không? Nó dễ thương lắm anh Dương ơi. Ủa, sao vậy? Ủa, khoan, từ từ. Sao? Nói vụ này cái, anh ơi. Sao? Anh nói con mình hả? Ừ. Mà sao em nhìn kỹ nãy giờ anh Tư, nó không giống em, không giống anh gì hết trơn trọi vậy? Giống anh Dũng Tư Lâm kìa. Hả?
Là sao? Cháu anh đó, mấy bữa nay anh thấy đi bang bang ngoài chợ, sợ xe cộ cho nên nhờ cháu nó dẫn đi tìm ép giùm. Vậy hả? Tây. Chuyển cái nồi cơm qua cho con, cho ba con. Quên. Trời, con không có quên luôn. Em. Dạ. Coi bà con ở Củ Chi giúp đỡ mình được. Anh nghe cái nói nặng nè. Mấy anh nói chị con ngồi đông lắm, anh hỏi người ta cười á. Anh đâu có dám chi, ít chi nhiều gì đâu. Ít mình đón taxi mình về. Dạ. Còn nhiều mình chơi rap luôn đi. Hả? Sao anh không được cái gì anh cũng biết hết trơn trời vậy? Tại thấy vậy chứ không thấy đường, nhưng mà cái gì cũng biết hết trơn cái trời. Giỏi vậy đó hả? Tí ơi Tí. Sao dạ yếu vậy con? Tí. Dạ. Mạnh là con Tí. Trời đất ơi, dạ như bom nổ vậy con, đằng sau quay. Chị dạ? Kiếm chỗ chia. Hả? Hồi nãy hứa rồi con 500 còn nhiêu tao. Đi theo con, hết, đi theo. Hết. Đi theo. Xin cảm ơn các anh các chị thân thương rất nhiều ạ. Ủa cái tờ 500 mất tiêu rồi. Gửi đâu mất tiêu rồi trời.